nay em sẽ chia sẻ với chị một số các mặt bông hoa to hàng mới rất là dễ thương và đẹp nha. Có cả hàng thuần và hàng thái nữa nha mọi người. Mà đa phần hôm nay em sẽ lên hàng thuần cho anh chị siêu tầm. Giá em bán hôm nay chỉ có 150 và 160k thôi. Chủ yếu là hàng 150k và hàng 160k nha anh chị. Đầu tiên em sẽ lên một cái cây màu cam này cho mọi người siêu tầm. Hoa cực kỳ đẹp luôn, rất là thơm và to nha mọi người. Đây là cây tung noi màu cam lửa đó mọi người, màu cam cà rốt. Nó là một trong những cái mặt bông rất là đẹp, màu nổi nha, khuôn hoa, cánh hoa đều rất là đẹp, hoa thơm nha anh chị. Bông to, chậu em bán trưởng thành và có khả năng cho bông rồi nha mọi người. Cây bán cực kỳ đẹp luôn và rất là dễ thương. Dòng này thì thân lá cao to nha mọi người, cao to khỏe. Cây em bán như thế này là giá 150.000 nha mọi người. Tung noi nha mọi người. Màu cam lửa rất là đẹp và dễ thương luôn. Một mẫu này em chia sẻ với anh chị là 150k. Anh chị nào yêu thích mẫu tung noi á, thì bấm chốt tung noi giùm em. Bên em bán là 3 cây sẽ bao ship cho mọi người nha. Tung noi 150k. Anh chị chốt thì để lại số điện thoại cho em nha. Bấm chốt tung noi cộng số điện thoại, bên em sẽ gọi lại liên lạc với anh chị. Hoặc là anh chị có thể inbox trực tiếp vô Zalo của em. Số Zalo của em là 0914727162 nha mọi người. Tiếp tục em sẽ chia sẻ cho anh chị một mẫu màu khác nha. Hôm nay em có rất là nhiều mẫu và nhiều màu cực kỳ đẹp và rất là đáng chơi luôn á. Tiếp tục lên một cái cây màu xanh này cho mọi người chơi. Lâu rồi em không lên hàng màu xanh cho anh chị siêu tầm. Xanh này rất là thơm nha mọi người. Màu xanh nha. Mẫu này em chia sẻ với anh chị cũng 160k thôi. Anh chị nào yêu thích cái cây màu xanh này thì bấm chốt xanh giùm em nha. Hoa cực kỳ thơm. Với lại cây xanh này là hàng của Đài nha mọi người. Cây em bán thì đã trồng thuần và khỏe như thế này rồi. Mẫu xanh này em chia sẻ với anh chị là 150.000. Anh chị nào yêu thích cái dòng xanh thì bấm chốt xanh giùm em. Xanh em bán 150.000 là một trong những cái dòng hoa to nha mọi người. Cây đã trưởng thành, hoa to và rất là thơm. Hàng này cực kỳ thơm luôn, thơm ngày và thơm đêm cho anh chị siêu tầm luôn nha. Bền bông lắm, xa hoa cũng được từ 17 đến 18 xăng cho anh chị chơi. Hoa rất là đẹp và đáng siêu tầm. Với lại dòng này nó cũng xiên bông nữa nha mọi người. Mình chơi mà cây xiên bông là mình thích làm. Một mẫu như thế này em chia sẻ với chị 160.000 đã trồng thuần luôn. Anh chị yêu thích xanh thì bấm chốt xanh giùm em. 3 cây sẽ bao ship cho anh chị, bao ship toàn quốc luôn. Ship nhanh và bao ship toàn quốc cho mọi người nha. Tiếp tục em sẽ chia sẻ với anh chị một cái mẫu. Tiếp tục nha mọi người. Em sẽ chia sẻ với anh chị một cái mẫu này nữa, rất là dễ thương và xinh xắn luôn. Đây là một trong những cái cây hàng cây màu đỏ nha. Đây là một trong những cái mặt bông rất là thơm và cực kỳ dễ thương luôn. Mẫu này em cũng bán chậu thuần cho mọi người siêu tầm. Riêng cái mẫu đỏ này là màu đỏ tươi nha mọi người. Cây này là màu đỏ tươi, cánh chồng, hoa rất là thơm, hoa to nha mọi người. Cây em bán thì đã trồng thuần cho anh chị chơi luôn rồi. Đã trồng thuần bằng giá thể than nha mọi người. Rất là lành tính. Mình về khoảng tầm 2 đến 3 tháng mình rải phân lên, tưới nước một ngày từ 1 cho đến 2 lần là sẽ đợi hoa thôi nha. Mẫu này em chia sẻ với mọi người đã trưởng thành và trồng thuần. Mẫu màu đỏ tươi nha mọi người. Đỏ tươi mà có con mắt màu vàng, rất là đẹp và thơm. Xiên lắm, cái mẫu này nó nở thực tế, nhìn nó rất là cưng nha anh chị. Một chậu như thế này em chia sẻ với mọi người là 160k nha. Mẫu màu đỏ mắt vàng nha mọi người. Cây này tên là Bét Bay Thun nha mọi người. Màu đỏ tươi, hoa cực kỳ đẹp và rất là thơm. Chậu thì đã trồng thuần, bám rễ rất là tốt. Cây ra rễ rất là khỏe nha mọi người. Rễ rất là khỏe, rễ to, xanh và rất là khỏe. Một chậu Bét Bay Thun chia sẻ với anh chị là 160.000. Anh chị nào yêu thích cái dòng màu đỏ mắt vàng Bét Bay Thun thì bấm chốt giùm em. 160.000 một cây. Anh chị chốt hàng thì có thể là nếu mà anh chị không biết tên đó, thì mình có thể chụp màn hình lại, xong đó rồi sẽ inbox Zalo với em là em sẽ trả lời với mọi người và em sẽ chụp cây cho mọi người nha. Bên em 3 cây là sẽ hỗ trợ bao ship cho anh chị nên giá cả rất là hợp lý luôn mọi người. Giá thì khoảng tầm 150 thôi anh chị, chỉ tầm 150 đến 160 thôi. Em lại tiếp tục chia sẻ với mọi người một cái cây màu hồng này rất là dễ thương nè mọi người. Bông này cực kỳ to luôn, nhật thịnh nha anh chị.
Mẫu Nhật Thịnh là một trong những cái cây màu hồng tươi luôn, mà ở trong nó có cái hồng vàng. Riêng cái dòng này hoa cực kỳ to và thơm. Bụi em bán thì là lạ bụi khủng cho anh chị siêu tầm. Cây đang đi rất là nhiều hướng. Riêng cái hàng Nhật Thịnh này hôm nay em về được hàng to, giá mềm cho anh chị chơi. Cây đi khoảng tầm được 2 đến 3 hướng luôn. Cái này nếu mà anh chị thích thì mình về mình tách ra mình được vài chậu để làm giống. Còn nếu không á thì mình để nguyên cái bụi này mình chơi bụi nái, bụi to cho nó đẹp nha mọi người. Bông Nhật Thịnh này nếu mà mình chăm khỏe giùm em, cây đạt 20 xăng luôn. Nhà em đã nở cây đạt 20 xăng rồi. Cây rất là khỏe, to, cực kỳ đẹp luôn. Hàng này chơi thân lá cũng rất là đẹp nha mọi người. Thân lá thẳng, mướt, xanh và rất là đẹp. Nhật Thịnh màu hồng nha mọi người. Màu hồng có họng màu vàng. Em bán 150.000 một chậu. Anh chị nào yêu thích mẫu màu hồng thì bấm chốt giùm em hoặc chặt, hoặc là chụp màn hình gửi Zalo cho em nha. Ba cây em sẽ hỗ trợ bao ship cho mọi người. Mẫu nào cũng rất là đẹp, cây nào cũng cực kỳ khỏe và dễ thương. Hoa lại thơm, rất rất là thơm nữa mọi người. Thơm mà cực kỳ xinh luôn. Tiếp tục em lên cái bé mini này cho mọi người chơi. 150.000 thôi nha mọi người. Mini này là mini dòng cánh sáp nha anh chị. Mini dòng cánh sáp bền bông lắm. Riêng những cái mẫu mini á, thì mình chơi càng chăm khỏe thì cây sẽ đàn được bông chùm nhiều nha. Cây em bán rất là nhiều thân luôn anh chị. Cây khỏe nhiều thân. Tú cầu đỏ nha. Tú cầu đỏ em bán 150.000. Ba cây sẽ hỗ trợ bao ship cho anh chị. Riêng cái hàng mini cánh sáp mà anh chị chơi bèo lắm cũng phải được từ 3 tầng cho đến 1 tháng nó mới tàn hoa nha mọi người. Thường á, mini chùm mình càng trồng được chậu to nó phát bông nhiều đầu á, thì cái chậu nó càng lục càng đẹp nha. Riêng cái chậu này anh chị nào về muốn tách ra, mình tách ra làm đôi mà mình là được 2 chậu. Còn nếu không mình sang vô cái chậu bự hơn cái này giùm em là mình sẽ được một cái chậu tác phẩm cực kỳ đẹp. Tú cầu đỏ 150k một chậu, dòng mini chùm cánh sáp nha. Anh chị nào yêu thích cái mặt bông màu đỏ này thì bấm chốt giùm em. Đỏ này cũng rất là đẹp và cực kỳ dễ thương luôn. Hoa thơm lắm mọi người. Hoa thơm mà xinh nữa. Với lại mọi người biết sao, mini thường nó sẽ xiên hơn cách lớn nha mọi người. Nếu chị nào cứ thích chơi mini, mini nó sẽ xiên hơn cách lớn. Và cái độ hoa của nó sẽ nhanh hơn nha mọi người. Mà bông chùm được nhiều hơn. Là tú cầu đỏ 150.000. Anh chị chốt tú cầu đỏ thì bấm chốt tú cầu đỏ giùm em. Tiếp tục chia sẻ với anh chị một mẫu trắng lưỡi đỏ. Hôm nay rất là nhiều màu cho mọi người siêu tầm. Bụi cũng khỏe đẹp nhiều thân. Đã trồng thuần luôn. Riêng vườn bên em là sẽ trồng thuần bằng than hoặc là giỏ thông cho mọi người chơi. Vì hai cái loại chất trồng đó nó rất là dễ, nó rất là dễ chịu trồng được ở mọi nơi. Mình về mình chỉ cần bón phân gốc thôi. Nên anh chị thích xịt thân bón lá thì xịt. Còn nếu không thì chỉ cần bón phân gốc và tưới nước thôi nha mọi người. Mẫu em bán bạch ngọc nha. Bạch ngọc là cây trắng lưỡi đỏ nhung nha anh chị. Bạch ngọc bụi thuần to, khỏe, trưởng thành nhiều thân. 160.000 một cây. Ba cây sẽ hỗ trợ bao ship. Anh chị nào thích bạch ngọc chụp màn hình bạch ngọc giùm em, hoặc là comment giùm em là bạch ngọc, để lại cho em số điện thoại bên em sẽ liên lạc với anh chị. Hoặc anh chị chụp màn hình gửi Zalo cho em nha. 0914727162 là số điện thoại Zalo của em. Anh chị chỉ cần gửi qua đó thôi là em sẽ chụp cây cho mọi người xem. Bạch ngọc này em chia sẻ với mọi người là 160.000. Cây rất là khỏe luôn mọi người. Đã trồng thuần rồi. Những cái hàng mà trồng thuần mình dễ lắm. Mình về mình chỉ cần tưới nước thôi. Tưới nước bón phân thôi là được nha. Tiếp tục em sẽ chia sẻ cho mọi người một cái mẫu bông này rất là đáng chơi luôn. Nên chị chơi lan nên chơi cái mẫu này, vừa xiên vừa khỏe nha mọi người. Cây cũng thuần luôn, thuần bằng giá thể vỏ thông, gọi than nha mọi người. Đây, cái nó ra rễ rất là nhiều. Cây của em rất là khỏe nha mọi người. Mình nhìn cái chậu trồng thuần mà cây đẹp như vậy, rễ nó phúng ra như vậy là nó rất là khỏe. Mẫu này nha mọi người, World Welcome nha mọi người. World Welcome. Cây này là đỏ viền vàng á mọi người. World Welcome 150.000. 150.000 thôi. Mọi người thấy cây em chất lượng không? 150.000 thuần luôn rồi. Cây trưởng thành sai hoa nha mọi người. Mặt bông nở tại vườn em. Đỏ viền vàng nha mọi người. Tên của nó là World Welcome nha. Anh chị nào yêu thích cái mẫu này thì bấm chốt giùm em là World Welcome hoặc là đỏ viền vàng. Giá là 150.000 một chậu. Cây rất là khỏe, mặt bông thì cực kỳ đẹp. Ở trong nó màu đỏ mà viền ở nó màu vàng ở ngoài, cực kỳ dễ thương và xinh xắn luôn. Mẫu thuần này em chia sẻ với anh chị giá cực kỳ mềm, chỉ có 150.000.
anh chị nào yêu thích welcome hoa to và thơm nha mọi người. Nếu mà mình trồng khỏe thì nó cũng được từ 1 đến 2 hoa nha. Mẫu này anh chị yêu thích welcome thì bấm chốt welcome giùm em. 150k, 150 ngàn thôi mà có một cái mặt bông rất là xuất sắc và đẹp nha mọi người. Like cái đỏ viền vàng thì phải like cái vàng viền đỏ để cho mọi người chơi một cặp nó rất là đẹp. Riêng cái mẫu này cực kỳ đẹp. Cây này nha mọi người. Thường thì mẫu này hàng của Đài luôn mọi người. Cây này là Vua Cương Sơn nha. Vua Cương Sơn nha mọi người. Một trong những cái mẫu rất là xuất sắc trong cái mặt bông cách lá da nha mọi người. Đỏ, vàng viền đỏ nha. Vàng viền đỏ Vua Cương Sơn. Size bông to, rất to luôn. Khoảng tầm 15 cho tới 18 xăng luôn nha mọi người. Cực kỳ thơm và hoa rất là đẹp. Size hoa to, mặt bông này rất là xuất sắc nha anh chị. Nó đỏ mà nó viền vàng, lộn, nó vàng mà nó viền đỏ hết luôn. Cả cái lưỡi nó cũng viền nữa. Nó là một trong những cái mẫu rất là xuất sắc. Kem bán đã trồng thuần luôn mọi người, rất là khỏe và đẹp nha. Rễ khỏe, tốt cho anh chị siêu tầm. Đã trưởng thành rồi. Mẫu này em chia sẻ với anh chị giá là 160.000 thôi. 160.000 Vua Cương Sơn nha anh chị. Anh chị nào mà yêu thích mẫu Vua Cương Sơn thì bấm chốt Vua Cương Sơn giùm em. Nó là dòng hoa rất là thơm nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Cây cũng khỏe, 160.000. Anh chị nào chốt Vua Cương Sơn thì bấm chốt Vua Cương Sơn giùm em, hoặc là chụp màn hình gửi Zalo cho em, bên em sẽ liên hệ với anh chị nha. Rồi, em sẽ lên một cái mẫu này nữa cho mọi người sưu tầm. Em lên cái mẫu tím đậm. Hồi nãy em lên hồng rồi đúng không? Bây giờ em lên tím đậm. Tím này là một cái màu tím rất đậm nha mọi người, cực kỳ thơm. Sa hoa lại to nha, sa hoa to. Mẫu này chia sẻ với anh chị cũng hàng trồng thuần bên em luôn rồi. Giá cực kỳ mềm luôn, giá là 150.000 nha. Lucky nha anh chị. Lucky em bán 150.000 một chậu. Đây, cây em bán như thế này, vừa khỏe, vừa đẹp, vừa đáng chơi. Hàng đã trồng thuần, giá thể bằng than luôn. Những cái cây này em đều đã bỏ phân hết rồi. Bây giờ mình vào khoảng tầm 2 tháng sau mình mới bỏ phân lại nha mọi người. Mẫu này chia sẻ với mọi người giá là 150.000 Lucky. Lucky tím nha mọi người. Lucky tím, hoa thơm, rất thơm và cũng bền bông. Mình chăm bèo bèo cũng phải được 3 tuần nó mới tàn. Anh chị nào yêu thích cái mẫu Lucky 150k thì bấm chốt Lucky giùm em. Hàng này là hàng hoa to nha mọi người, và rất là thơm, đẹp và cực kỳ dễ thương nữa. Sẽ lên một cái mẫu này cho mọi người chơi, dễ thương lắm. Đây, cây này bên em bán 160.000, 160.000 màu vàng mọi người. Mình sưu tập, mình phải sưu tập đủ bộ xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, cam nha mọi người. Mẫu này em chia sẻ với mọi người là màu vàng. Cây này cũng đã trưởng thành luôn nha mọi người, cây cực kỳ khỏe. Bên em bán một chậu như thế này, giá là 160.000. Cây này là cây thông Subando 1 nha mọi người. Thông Subando 1. Hàng này em đặt lâu lắm luôn rồi, bây giờ mới có hàng. Bữa giờ chỉ bán thông Subando 2, thông Subando 3 thôi, thông Subando Gold thôi. Bây giờ mới có cây thông Subando 1 để chia sẻ với anh chị. Khỏe, đẹp, màu vàng. Bộ cánh của nó rất là đẹp mọi người. Cánh tròn nha mọi người. Hoa thơm và cánh chồng cho anh chị siêu tầm. Màu vàng này là màu vàng nghệ đó mọi người. Màu vàng mà màu vàng rất là đẹp, cực kỳ dễ thương luôn. Mẫu vàng này em chia sẻ với anh chị là 160.000. Thông Subano 1 nha anh chị. Thông Subano 1, 160.000 một cây. 3 cây bên em hỗ trợ bao ship. Mình cứ lựa đủ 3 mặt bông, bên em sẽ bao ship cho anh chị, không phải mất tiền ship nha. 160.000 thông Subano 1. Anh chị nào yêu thích mẫu bông màu vàng thì bấm chốt vàng giùm em nha. Em sẽ qua tiếp một cái mẫu mới. Cái này là mới vừa về luôn á mọi người. Bây giờ em sẽ qua tiếp một cái mẫu mới về nữa cho mọi người sưu tầm. Mà cái mặt bông này nó rất là độc lạ nha. Nó lem nhem nha anh chị. Cây này nó lem nhem, nó rất là dễ thương. Mà hôm nay em về được cái lô hàng này, cây khỏe và đẹp lắm. Cây này là Thượng Mỹ Lai Ma Đi Sông nha mọi người. Thượng Mỹ Lai Ma Đi Sông. Nó có máu của hai cái, nên là cái mặt bông của nó lem nhem và cực kỳ dễ thương luôn. Cái cánh của nó rất là lem nhem luôn á mọi người. Mẫu bông này chia sẻ với anh chị. Ủa Thượng Mỹ này Lai Ma Sông mình bán 150 phải không? 150 mà một cái chậu to luôn mọi người. Một cái chậu rất là nhiều thân như thế này. Chậu này trưởng thành luôn rồi, đẹp.
bây giờ mình chỉ về mình đợi hoa thôi. Cây này độc lạ nha mọi người, lâu lắm rồi em không có những cái mẫu bông độc lạ như thế này để chia sẻ với mọi người. Cánh của nó, cái lưỡi đài của nó có tia nè, đây là nó đen nhem mà nó có mắt rất là rõ luôn. Mẫu này em chia sẻ với anh chị 150, 150. Anh chị nào yêu thích cái mẫu này 150 thì bấm chốt giùm em là Thuận Mỹ Lima Rison nha mọi người, hoặc là gọi là cái cây lem nhem cũng được. Thuận Mỹ Lima Rison giá em bán là 150.000, ba cây vẫn sẽ hỗ trợ bao ship cho anh chị. Thuận Mỹ Lima Rison nha mọi người, mẫu hoa rất là đẹp, rất là đẹp, tuyệt vời luôn, mà nó lạ, độc lạ. Nay mới về hàng cho anh chị chơi á, không có hàng. Hàng này là hàng tem mới luôn nha mọi người, hàng này là hàng tem mới, chưa có đâu. Em mới vừa về được, chỉ có một số vườn về được thì có thôi. Vườn này là, cây này là cây tem mới, cực kỳ đẹp và cực kỳ dễ thương luôn. Hoa thơm và rất là đáng chơi. Tiếp tục, em sẽ lên cái mẫu này cho mọi người chơi. Cái mẫu này thì nó khá là đẹp luôn mọi người. Nó cũng đặc biệt, tại vì nó đặc biệt là ở nó có mắt. Có mắt nha anh chị, màu này là màu hồng nha mọi người, hồng có mắt nha. Cây này là cây Runafa Fancino 2 nha mọi người. Cây này có mắt, cực kỳ dễ thương luôn. Cái cánh của nó có hai con mắt như thế này. Đó, hôm nay em sẽ lên những cái tác phẩm rất là đẹp, những cái mẫu rất là đẹp cho mọi người sưu tầm. Chậu này em bán 160.000 nha, cũng đã trồng thuần cho mọi người luôn rồi. Rất là khỏe, cây thuần bằng thang luôn. Cực kỳ đẹp, đã có thể cho hoa rồi nha mọi người. Cây này đã có thể cho hoa rồi. Hoa mẫu nở là cùng lô với lại cái cây này nha mọi người. Giá em bán cây hồng có mắt, cây Runafa Fancino 2 nha. Runafa Fancino 2, giá em bán chậu này là 160.000, đã trưởng thành và có khả năng cho bông. Anh chị nào yêu thích cây này thì bấm chốt giùm em. Nó là một trong những cái màu hồng rất là đẹp, mà anh chị biết sao, cánh nó cũng rất là chồng nha mọi người, cánh nó chồng sâu luôn, mà có hai con mắt cực kỳ đẹp. Họng, cái miệng của nó thì có họng vàng dễ thương, nó đối xứng nó, cái mặt bông của nó cực kỳ dễ thương luôn. Mẫu này em chia sẻ với anh chị là 160.000. Anh chị nào yêu thích cái mẫu màu hồng có mắt thì bấm chốt giùm em nha, Runafa Fancino 2. Anh chị nào yêu thích cái mẫu này thì bấm chốt giùm em là 160.000, hoặc mình chỉ cần chụp màn hình lại như vậy thôi rồi gửi Zalo cho em. Nếu anh chị nào mà không biết được tên của nó đó thì mình cứ chỉ chụp màn hình gửi Zalo cho em là em sẽ chụp cây cho anh chị sưu tầm. Rồi, em còn một cái mặt bông mini này nữa chia sẻ với mọi người. Tú cầu vàng anh chị. Tú cầu vàng hôm nay em bán hàng đài nha mọi người. Hàng đài mà giá rất là mềm, hàng đài mà giá còn mềm hơn hàng Thái nữa. Một cây khỏe đẹp, trưởng thành, đã cho hoa rồi nha mọi người, trưởng thành rồi nha. Cây này em bán 150.000. Tú cầu vàng là một trong những cái dòng bông chùm rất là đẹp và được rất là nhiều chùm. Khi mà mình trồng khỏe đẹp thì nó sẽ chùm, nó cái chùm của nó sẽ được rất là nhiều hoa nha mọi người. Nó cũng thuộc trong những cái dòng bông cánh dày, bền bông và xiên bông nha. Chỉ cần lên thân mới thôi là có thể cho hoa luôn. Chậu này bên em cũng đã thuần cho mọi người chơi rồi. Cây rất là khỏe nha mọi người, rễ đi rất là đẹp. Mẫu này em bán là 150.000 thôi. Hôm nay em bán cây tú cầu vàng hàng đài này cho anh chị sưu tầm là 150.000. Hồi nãy mình có tú cầu đỏ rồi, bây giờ mình có tú cầu vàng để mình đủ combo tú cầu nha mọi người. Đỏ vàng đều là những cái mẫu mini rất là đẹp, mà những cái gam màu rất là dễ thương. Cây khỏe nha, em bán 150.000. Anh chị nào yêu thích cái cây tú cầu vàng thì bấm chốt giùm em là tú cầu vàng cộng số điện thoại, hoặc là chụp màn hình gửi Zalo cho em nha. Ba cây bên em sẽ hỗ trợ bao ship cho anh chị. Cây vừa rẻ vừa khỏe và vừa rất là đẹp nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị bấy nhiêu đó mặt hoa thôi. Em còn rất rất là nhiều mặt hoa và rất là nhiều mẫu nữa. Anh chị có thể inbox Zalo với em. Các bạn inbox Zalo với em sẽ gửi hình cho mọi người xem, gửi cái thực tế cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem em live nha. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye.